Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19, tiếp nhận 220 công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bão số 2 gây mưa lớn nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên nhờ sự chủ động của các địa phương và người dân nên chưa có thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Ngân hàng Đầu tư Bắc Hưng Yên tặng 5 tỷ đồng xây trường mầm non xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Khoái Châu xây dựng vùng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp. Công an thành phố Hưng Yên bắt các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Chính phủ tổ chức họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tại cuộc họp, Bộ Y tế báo cáo dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Đến 18 giờ ngày 2 tháng 8, cả nước có tổng số ca nhiễm là 620 ca, đang điều trị 242 ca và 5 trường hợp tử vong. Hiện tại, với số liệu về các trường hợp mắc bệnh cho thấy nguồn lây nhiễm chính là tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng, với mức độ lây nhiễm rất cao, lây lan ra cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số địa phương. Tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp và khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe con người, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội của đất nước. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu, người dân cần bình tĩnh, theo dõi sát các trường hợp có liên quan đến vùng dịch, đi qua vùng dịch, đồng thời giám sát các bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có bệnh nền. Về vấn đề tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học, Phó Thủ tướng nhấn mạnh không nên bàn luận về vấn đề này cùng với dịch, phải tách bạch hai vấn đề phòng chống dịch và tổ chức thi. Cần có chỉ thị cho phù hợp với tình hình mới. Phát biểu kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mọi người dân phải bình tĩnh, chủ động, không chủ quan, hoang mang. Những địa phương không phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì phải đảm bảo mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài chống dịch. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đề nghị ngành y tế không để xảy ra ổ dịch tại các bệnh viện, cơ sở y tế, xử lý nghiêm những ai đưa tin đồn, tin giả gây hoang mang. Yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người và tin tưởng vào giải pháp chống dịch của chính phủ. Còn tại Hưng Yên, tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 8, đang cách ly hơn 3.300 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 40 trường hợp liên quan đến ổ dịch thành phố Đà Nẵng. Số cách ly tập trung là gần 550 trường hợp và hiện đang cách ly tại nhà là 2.723 trường hợp. Trong buổi tối nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hưng Yên tiếp tục họp về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sẽ thông tin về nội dung cuộc họp trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Sáng nay tại cơ sở cách ly số 1 của tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 126 phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận 220 công dân trở về cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo tiếp nhận có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ngay sau khi trở về từ sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Trung đoàn Bộ binh 126 và lực lượng y tế tổ chức tiếp nhận khử trùng sát khuẩn, lấy thông tin dịch tễ, khai báo y tế, đo thân nhiệt và bố trí ăn nghỉ cho các công dân. Trong số các công dân về cách ly lần này, chủ yếu từ nước Cộng hòa Pháp. Trong thời gian 14 ngày, những người cách ly được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần một ngày nhằm phát hiện sớm những ca dương tính với SARS-CoV-2. Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn tổ chức phục vụ và theo dõi sức khỏe các công dân, bảo đảm điều kiện ăn ở tốt nhất, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống, không để lây chéo tại cơ sở cách ly. Chiều ngày 1 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hưng Yên BIDV
tổ chức khánh thành và bàn giao công trình trường mầm non xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đến dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình có diện tích trên 1.100 m², bao gồm 3 phòng học, khu vực nhà vệ sinh khép kín, nhà ăn và sân chơi với tổng trị giá 5 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hưng Yên tài trợ. Trước đây, các cháu ở một số thôn của xã đều học chung một điểm chật chội, gây khó khăn cho việc học tập. Công trình hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, đáp ứng cho gần 100 cháu học tập, tạo điều kiện tốt để địa phương thực hiện công tác phát triển giáo dục mầm non, tạo môi trường chăm sóc, học tập và vui chơi tốt nhất cho trẻ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa xã hội của địa phương. 5 năm trở lại đây, thực hiện chủ trương của Chính phủ là xã hội hóa giáo dục y tế, BIDV đã tài trợ an sinh xã hội cho các địa phương hơn 1.500 tỷ đồng để xây dựng hàng trăm ngôi trường, cấp học bổng cho học sinh và trang bị hàng ngàn máy tính cho ngành giáo dục, đặc biệt là cho huyện vùng sâu vùng xa, các huyện có tiềm năng phát triển nhưng còn khó khăn về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm qua đến chiều tối nay, ở hầu khắp các khu vực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Mặc dù mưa lớn xảy ra gián đoạn ở nhiều nơi, nhưng chưa làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích nhãn đang và chuẩn bị cho tiêu thụ. Tuy nhiên, công tác ứng trực để phòng chống úng tại các trạm bơm tiêu được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm. Qua ghi nhận tại các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên, đến 17 giờ chiều nay, mặc dù mưa lớn từng cơn, nhưng mực nước trên các cánh đồng chưa làm ảnh hưởng đến cây lúa và hoa màu. Mặc dù trong mưa lớn có kèm theo gió to, nhưng nhiều vườn nhãn đang cho thu hoạch cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Về công tác phòng chống bão, qua ghi nhận trong buổi sáng nay, ngày 2 tháng 8, vào thời điểm lượng mưa gián đoạn, nhưng tại các trạm bơm Triều Dương A và Triều Dương B, trạm bơm Mai Xá A và Mai Xá B thuộc địa bàn huyện Tiên Lữ, trạm bơm La Tiến thuộc huyện Phù Cừ, công tác ứng trực phòng chống lụt bão luôn sẵn sàng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hưng Yên, diễn biến của bão số 2 vẫn hết sức phức tạp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2. Từ chiều nay cho đến ngày 5 tháng 8, khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa vừa, mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong đêm nay và ngày mai 3 tháng 8, có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm trong 24 giờ. Để ứng phó và tránh thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 2 gây ra, ngoài phương án ứng phó của các đơn vị, chính quyền các địa phương, bà con nông dân cần đề phòng với mưa lớn cục bộ, đồng thời chủ động có giải pháp để bảo vệ diện tích lúa, đặc biệt là treo trống, đảm bảo an toàn cho các vườn nhãn đang trong độ tuổi cho thu hoạch. Các địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên đều chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố trong mưa bão, nhất là các trạm bơm và nhân viên vận hành. Trước đó đã tháo gạn nước trên các sông trục, nạo vét khơi thông dòng chảy trên các sông trục mương máng, phục vụ tiêu thoát nước nội đồng trong trường hợp xảy ra mưa lớn, duy trì lực lượng trực ban nghiêm túc bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân. Đối với các diện tích cây ăn quả ngoài bãi sông Hồng như chuối, cam và nhãn đang cho thu hoạch, các địa phương đã khuyến cáo người dân chủ động chống đổ gãy, khơi sâu rãnh thoát nước cho diện tích rau màu, cây ăn quả, lúa mùa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Chiều ngày 2 tháng 8, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Để giải quyết bài toán tiêu thụ nhãn, các chủ vườn và hộ dân tại huyện Ân Thi đang kết hợp nhiều hình thức, vừa bán nhãn quả, vừa kết hợp chế biến lòng nhãn. Huyện Ân Thi có 380 ha diện tích trồng nhãn các loại, năng suất năm nay ước đạt 4.000 tấn quả. Hiện nay các hợp tác xã chuyên canh trồng nhãn như Hợp tác xã Nhãn Lồng xã Đa Lộc, Hợp tác xã Nhãn Quỳ Vân HL1, HL2 Hạ Lễ và nhiều nhà vườn trong huyện đang đẩy mạnh tiêu thụ nhãn quả tươi với giá bán từ 10.000 đến 20.000 đồng một kg. Đối với giống nhãn đường phèn, một số hộ vẫn bán với giá cao từ 45 đến 50.000 đồng một kg. Ngoài ra, để tránh ủ ứ sản phẩm khi nhãn đã đến thời điểm thu hoạch, nhiều xã như Tiền Phong, Hạ Lễ, Đa Lộc đẩy mạnh chế biến thành sản phẩm long nhãn.
Tính trung bình, 10 kg nhãn tươi sau khi chế biến thu được từ 1 đến 1,3 kg long nhãn, với giá bán từ 150 đến 180.000 đồng một kg. Đây cũng là cách làm hiệu quả để giải quyết bài toán tiêu thụ nhãn trong thời điểm hiện nay. Tận dụng lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng đất đai, những năm qua, huyện Khoái Châu xây dựng và hình thành nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, đồng thời hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt. Xã Hàm Tử là địa phương có diện tích trồng nhãn lớn nhất huyện Khoái Châu với 320 ha. Trước đây người dân canh tác chủ yếu theo phương thức truyền thống, chất lượng quả phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến sức khỏe và cho giá trị kinh tế không cao. Vụ nhãn năm 2016, xã bắt đầu thí điểm 30 ha trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, người trồng nhãn ở đây đã thay đổi tập quán canh tác, từ đó sản lượng và chất lượng quả cao gấp nhiều lần so với phương thức truyền thống. Đến nay toàn xã có 1 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích trên 200 ha. Sản xuất nhãn theo chương trình Việt Gáp thì nói chung là khác với truyền thống ngày xưa, tức là bây giờ phải làm theo quy trình về kỹ thuật, về chăm bón theo từng giai đoạn. Kết quả thì nhận được trông nó rất là đẹp, chúng tôi rất phấn khởi. Để duy trì và phát triển cái vùng nhãn Việt Gáp thì Đảng ủy, Ủy ban chỉ đạo là thành lập cái ban chỉ đạo sản xuất nhãn Việt Gáp trong những năm tới, và đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng bộ của xã nhiệm kỳ 2025 thì chúng tôi đặt ra là duy trì 200 ha, mở rộng thêm 100 ha nữa để sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tuyên truyền vận động bà con mở rộng, đồng thời phải áp dụng đúng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp sinh học để sản phẩm sản xuất ra là chất lượng tốt, đáp ứng được với nhu cầu của thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Khoái Châu đã tập trung phát huy thế mạnh từng địa phương, hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả an toàn với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp là gần 350 ha, trong đó có 243 ha nhãn, 55 ha chuối và gần 52 ha cây có múi và cây ăn quả khác. Việc sản xuất theo hướng an toàn mang lại cho người nông dân nhiều lợi ích thiết thực. Ưu điểm của trồng Việt Gáp là an toàn thực phẩm, từ đó chất lượng đường còn cao hơn, thị trường sẽ ưa chuộng hơn, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Để duy trì phát triển và mở rộng diện tích cây ăn quả chủ lực của huyện, năm 2020, huyện Khoái Châu tiếp tục phối hợp với các sở ngành của tỉnh, tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cho 20 vùng sản xuất cây ăn quả với tổng diện tích trên 350 ha. Mục đích không những giúp người nông dân nâng cao thu nhập mà còn từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm nông sản địa phương với thị trường trong nước và quốc tế. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh năm 2020 và khánh thành công trình thanh niên tình nguyện hè 2020 tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Chiến dịch thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện hè 2020 diễn ra trong 5 ngày. Trong đó, đoàn đã tổ chức đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, trẻ em nghèo học giỏi, vượt khó, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm và tổ chức giải bóng đá thiếu nhi trên địa bàn. Đặc biệt là khánh thành và bàn giao khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường mầm non thôn Ốc Nhiêu của xã Đồng Than, gồm các hạng mục cầu trượt xích đu, bập bênh với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng. Công trình được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng sẽ trở thành một địa điểm vui chơi ngoài trời bổ ích, lành mạnh, giúp trẻ em tăng cường sự vận động thể chất, rèn luyện sức khỏe và khơi dậy sự sáng tạo cho các em. Nhân dịp này, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Hưng Yên năm học 2019-2020. Hội thi năm nay thu hút 21 thí sinh thuộc 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các thí sinh được chia thành 3 bảng, trong đó học sinh khối tiểu học trải qua 2 phần thi là trắc nghiệm và thực hành ứng dụng. Học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông thi lập trình, Pascal và phần mềm sáng tạo. Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng phần mềm, lập trình, một số kiến thức về mạng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, người dân xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ vẫn thường nói về ông Vũ Văn Ngoại, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh số 8 thôn Đa Quang, với nhiều tình cảm yêu mến và kính trọng. Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, ông còn ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Sau nhiều năm tháng cống hiến trong quân đội, năm 1977, ông Ngoại trở về địa phương. Dù là thương binh, nhưng ông vẫn luôn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ. Đi đầu trong các phong trào, ông đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng để trồng cây xanh ở trường trung học cơ sở Dị Chế, Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, sửa chữa trường học, lắp đặt điều hòa quạt hơi nước cho các cháu trường mầm non, xây kè bờ ao. Mỗi năm, ông tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo tại địa phương. Không chỉ đóng góp về tiền của, ông còn tích cực đứng lên vận động nhân dân ủng hộ xây dựng các công trình văn hóa thôn với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, khu nghĩa trang mới hơn 400 triệu đồng, xây dựng nhiều tuyến đường tự quản của cựu chiến binh. Trong dịch COVID-19, ông đã ủng hộ hơn 2.000 khẩu trang và xung phong tham gia trực chốt để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trong những năm qua, ông làm tốt cái khâu xã hội hóa trong việc mà vận động con cháu ủng hộ các công trình phúc lợi, là một tấm gương rất là tiêu biểu trong mọi phong trào hoạt động của cựu chiến binh nói riêng và phong trào hoạt động của địa phương nói chung. Trong đó, bản thân tôi là một lãnh đạo địa phương cũng luôn luôn gọi là nhìn vào cá nhân của ông Vũ Công Ngoại để chúng tôi noi gương. Với những việc làm thiết thực, ông Ngoại vừa vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Nằm trong chuỗi các hoạt động hè năm 2020, Đoàn Thanh niên xã Cửu Cao, huyện Văn Giang vừa ra mắt mô hình Tổ hợp tác thanh niên và bảo vệ môi trường. Các thành viên trong tổ hợp tác đều là những người đi đầu trong các hoạt động xung kích tình nguyện, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn mới, xanh, sạch đẹp, sáng trên địa bàn. Qua đó, định hướng cho toàn thể đoàn viên thanh niên trong xã, tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn xã. Ngay sau lễ ra mắt, Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường xã Cửu Cao cùng gần 40 đoàn viên thanh niên đã ra quân làm đẹp cảnh quan tuyến đường thanh niên tự quản. Vừa qua, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên Ủy ban nhân dân và trục đường chính của xã. Gần 100 cán bộ công chức viên chức tiến hành vệ sinh toàn bộ khu khuôn viên, trụ sở Ủy ban nhân dân, nhà văn hóa, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Riêng hội nông dân xã đảm nhận việc dọn vệ sinh trục đường chính từ khu địa chất xuống đến hết trường tiểu học xã với chiều dài khoảng 1 km. Bên cạnh đó, xã Tân Quang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân thấy rõ việc giữ gìn bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người và của toàn xã hội. Phát động nhân dân trồng hoa, cây cảnh, cây xanh góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp. Tin an ninh. Vào hồi 5 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020, tổ công tác thuộc Công an thành phố Hưng Yên kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke Lộng Gió, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, có 8 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thu tại phòng hát, có một số vật dụng như đĩa ghế vẫn còn bám dính chất tinh thể màu trắng, qua giám định được xác định là ma túy loại ketamin và một viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan đến việc sử dụng ma túy. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm Phạm Việt Anh, sinh năm 2000 ở xã Bảo Khê và Lê Văn Long, sinh năm 1993 ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Trịnh Văn Hùng, sinh năm 1994 ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Dương Thị Giang, sinh năm 1997 ở xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.